Châu đang đến với Central New kỳ 17. Cả nhà thân mến, tháng 4 đến và trôi đi rất nhanh phải không ạ? À? Và trong tháng 4 này, công ty Central của chúng ta rất nhiều hoạt động trên công trường và ở cả văn phòng. Và ngay bây giờ hãy cùng Trần Thi điểm qua những tin tức này nhé. Ban lãnh đạo Central công tác tại Malaysia và Nhật Bản. Central khởi công xây dựng dự án Power Creation Industrial. Central tổ chức đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định cho cán bộ nhân viên miền Nam. Central tổ chức khóa đào tạo năng lực quản trị cho quản lý cấp trung. Central tổ chức sinh nhật cho cán bộ nhân viên văn phòng tại khu vực miền Nam. Central khởi động chương trình thăm hỏi đến thăm các công trường miền Bắc, Trung, Nam. Central đồng hành giải bóng đá sinh viên lần 1. Lễ khởi công xây dựng dự án Grand World Phú Quốc. Lễ cất nốt dự án Hope Residence. Những ngày đầu tháng 4 năm 2019, ban lãnh đạo Central đã có chuyến công tác đến đất nước Malaysia và Nhật Bản. Mục tiêu chính của chuyến đi Malaysia lần này là tham quan nhà máy Gamuda IBS của tập đoàn Gamuda. Đây là một cơ hội rất tốt để cho ban lãnh đạo Central học hỏi, cũng như đúc kết kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà máy, tiến hành thiết kế và thi công những dự án vào đầu quý 2 năm 2019. Ngay sau khi kết thúc chuyến đi Malaysia, CEO Trần Quang Tuấn nhận lời mời của công ty Shimizu Nhật Bản. Ông đã dẫn đầu phái đoàn Central có chuyến tham quan làm việc tại Tokyo. Ban lãnh đạo Central thật sự ấn tượng và mãn nhãn về những thành tựu khoa học kỹ thuật khi trực tiếp tham quan viện nghiên cứu Shimizu. Nơi đây là chiếc nôi cho ra đời rất nhiều dự án nghiên cứu phục vụ cho ngành công nghiệp xây dựng của Nhật Bản và trên thế giới. Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2019, Central cùng với chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn Power Creation Industrial Đài Loan đã tổ chức thành công lễ khởi công xây dựng dự án Power Creation Industrial tại khu công nghiệp Bầu Bàng, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tại dự án này, Central với vai trò là tổng thầu thiết kế và thi công, chỉ trong vòng 7 ngày, Central đã biến vùng đất hoang sơ Bầu Bàng thành một dự án sẵn sàng thi công cùng với hệ thống an toàn về kho bãi, mặt bằng được sắp xếp ổn định. Chính vì lẽ đó, chủ đầu tư với hơn 40 năm kinh nghiệm làm nhà xưởng tại Đài Loan và Trung Quốc đã đánh giá cao về sự nhanh nhẹn và tác phong làm việc chuyên nghiệp, cũng như hoàn toàn có thiện cảm rất lớn đối với Central. Sau khóa đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, được Central triển khai thành công cho anh em chỉ huy trưởng và chỉ huy phó khu vực miền Bắc, khóa đào tạo này tiếp tục được triển khai cho anh em chuyên viên khu vực miền Nam. Khóa đào tạo mang tính ứng dụng rất cao với 70% thực hành và 30% lý thuyết dựa trên cách tiếp cận và giải quyết vấn đề, thực hành trong nhóm và thực hành cá nhân để phát huy tính chủ động lẫn sáng tạo của nhân viên, từ đó áp dụng những công cụ, phương pháp cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu suất làm việc. Nằm trong chuỗi hoạt động đào tạo năm 2019, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cấp quản lý, phòng nhân sự phối hợp với trường doanh nhân Bay tổ chức khóa đào tạo năng lực quản trị cho quản lý cấp trung. Chương trình học được thiết kế cho những người đang là quản lý cấp trung. Tham gia khóa học lần này có 25 nhân sự, bao gồm giám đốc dự án, chỉ huy trưởng, các trưởng bộ phận tại khu vực miền Nam. Việc Central tập trung đào tạo thông qua những khóa học mang tính thực tế như thế này sẽ góp phần xây dựng mô hình nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung nói riêng và đội ngũ quản lý của công ty nói chung. Đến hẹn lại lên, vào những ngày giữa tháng, cán bộ nhân viên làm việc tại khu vực văn phòng miền Nam lại được dịp quây quần bên nhau. Và việc tổ chức sinh nhật hàng tháng cho cán bộ nhân viên đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Central, để mỗi khi chương trình kết thúc, mãi động lại trong lòng mỗi người là những cảm xúc tốt đẹp về một gia đình Central luôn gắn bó, thương yêu và trân trọng những đóng góp cống hiến của cán bộ nhân viên. Khởi động chuỗi chương trình thăm hỏi và động viên anh chị em công trường Central năm 2019. Từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, bộ phận media phối hợp với phòng nhân sự đã có chuyến thăm ban chỉ huy công trường miền Bắc Trung Nam. Đặc biệt trong chuyến đi này, ban tổ chức đã mang đến hoạt động We Are Centralers.
với trò chơi hỏi đáp liên quan đến chuyên môn, văn hóa, giá trị cốt lõi, con người Central thông qua hình thức mini game đầy thú vị. Chương trình đã thật sự thu hút sự quan tâm của tất cả anh chị em. Mọi người hào hứng tham gia trong không khí vô cùng sôi nổi và tràn ngập tiếng cười. Hơn nữa, hoạt động đã tạo sự gắn kết và giải tỏa nhiều căng thẳng sau những giờ lao động vất vả nhưng đầy quyết liệt của các anh em. Chiều ngày 20 tháng 4, tại sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Central đã đồng hành cùng với giải bóng đá sinh viên lần 1. Hoạt động thể thao này còn có sự tham gia của 20 đơn vị danh tiếng trong lĩnh vực xây dựng. Được biết, toàn bộ số tiền được ủng hộ sẽ trao học bổng đến các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có kết quả học tập tốt của khoa xây dựng tại các trường đại học như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 24 tháng 4, Central và tập đoàn Vingroup đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Green World Phú Quốc tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Được sự tin tưởng của chủ đầu tư tại dự án này, Central được chỉ định với vai trò tổng thầu thi công trước 231 căn shophouse với tiến độ 230 ngày. Mỗi shophouse có 4 tầng và 1 tum. Phú Quốc là thị trường mới của Central trong năm 2019 và Rainbow là dự án đầu tiên tại nơi đây. Ban lãnh đạo Central tự tin hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ với chủ đầu tư. Mến chào cả nhà, hiện tại Trần Thi đang có mặt tại công trường Hope President và sáng hôm nay ngày 26 tháng 4, công ty Phúc Đồng và công ty Central của chúng ta đang tiến hành tổ chức lễ cất nóc cho dự án này. Dự án Hope President tọa lạc tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, diện tích 2 hầm 2 hecta trên sàn, 5 tòa cao 21 tầng, tổng diện tích sàn thi công là 200.000 m², giá trị hợp đồng lên đến 1.600 tỷ. Central với vai trò tổng thầu thiết kế và thi công đã lập kỳ tích với tốc độ thần tốc hoàn thành móng hai hầm trong thời gian 4 tháng. Thi công phần thân đạt tốc độ trung bình 4 ngày trên sàn. Thành quả này đánh dấu mốc son quan trọng cho sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ kỹ sư hơn 80 người, tạo nền tảng vững chắc cho các anh em tự tin chinh phục mọi thử thách phía trước. Lời đầu tiên thay mặt ban lãnh đạo công ty Phúc Đồng, xin gửi lời chân thành cảm ơn chân thành nhất đến nhà thầu Central cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, ban lãnh đạo công ty và toàn bộ công nhân của Central đã góp công vào dự án hoàn thành vượt tiến độ hiện nay và được chất lượng rất là thỏa mãn tất cả yêu cầu của tất cả các bên từ cơ quan quản lý nhà nước, tư vấn giám sát và ban quản lý dự án của chủ đầu tư. Rất là vinh dự được công ty giao cho cái trọng trách quản lý và triển khai thi công cái dự án Hope Residence. Ngay từ đầu thì dự án trên cái diện tích đất là 2 hecta thi công phần hầm dính phải mùa mưa thì thực sự là rất là khó khăn. Ban chỉ huy đã phải chiến đấu cùng với cả thời tiết, cùng với cả tiến độ để đảm bảo thi công khóa được hầm, đáp ứng được cái nhu cầu bán hàng của chủ đầu tư. Trong thời gian 3 tháng rưỡi đã thi công xong toàn bộ phần hầm, đảm bảo được cái yêu cầu của chủ đầu tư đặt ra. Rồi ban truyền thông đã cập nhật những tin tức mới nhất trong tháng 4 của công ty vừa qua. Hy vọng rằng cả nhà cùng đón xem và chia sẻ nhé. Mọi thông tin đóng góp về hình ảnh, bài viết, anh chị em vui lòng gửi về cho ban truyền thông theo địa chỉ email tta@centralcon.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị em vào kỳ sau.